Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của Xuân Siêu Xe. Trước mặt chúng ta bây giờ là chiếc Porsche 911 Turbo S đời 2016, thế hệ thứ 7, tên mã 991.2. Xe đang đậu trước cửa showroom của anh Liêm trên đường Trần Phú, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong 4 chiếc 911 Turbo S thế hệ này đang xuất hiện tại Việt Nam, bao gồm 3 chiếc biến thể mui cứng và 1 chiếc biến thể mui trần. Cả 4 chiếc này đều thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên Legend. Ông Vũ được xem là người sở hữu nhiều xe Porsche nhất Việt Nam. Gara của ông còn xuất hiện thêm bộ đôi 930, một chiếc 911 GT2 RS, 3 chiếc 911 Turbo thế hệ mới và chiếc Hypercar 918 Spider. Chiếc 911 Turbo S này được nhập khẩu chính hãng và sở hữu màu sơn trắng ở ngoại thất. Hiện tại, xe đã được đổi sang màu xám bằng phương pháp giấy đề can, đi kèm những đường sọc màu đen nhằm tạo điểm nhấn. Màu xám cũng là một trong 4 tông màu ông Vũ thường xuyên sử dụng trên những chiếc xe của mình. Bộ mâm đầu đại đã chéo khóa tâm màu xám, kích thước 20 inch và chỉ có thể mua được bằng dụng cụ chuyên dụng. Bên trong là hệ thống phanh gom hiệu suất cao của Porsche với màu vàng nhằm tạo điểm nhấn. Nội thất được bọc da màu đen kết hợp với chỉ không màu trắng. Vô lăng là loại ba chấu thể thao, trong khi phía sau là cụm 5 đồng hồ hiển thị các thông tin của xe. Bề cửa xuất hiện dòng chữ Turbo S, đi kèm đồng hồ hiển thị thời gian đặt giữ bảng táp lô. Ra mắt lần đầu trước công chúng tại triển lãm ô tô quốc tế Bắc Mỹ 2016, Porsche 911 Turbo S là phiên bản mạnh mẽ nhất của dòng 911 huyền thoại. Thời điểm mới cập bến Việt Nam, mẫu xe này được phân phối chính hãng với giá từ 14,5 tỷ đồng, chưa bao gồm cái tiền chọn cộng thêm. 911 Turbo S thế hệ thứ 7 được trau chuốt khá nhiều về vẻ bề ngoài với các đường nét hiện đại của một mẫu xe thể thao đời mới, nhưng vẫn mang những đường nét thiết kế truyền thống của dòng 911 huyền thoại. Porsche 911 Turbo S có thể nâng gạ gầm trong biên độ 40mm, đảm bảo vận hành trên những điều kiện đường xa khác nhau. Porsche cho biết mẫu xe này được cải thiện phản ứng từ chân ga so với thế hệ trước. Cụ thể, hệ thống bướm ga mở trong một thời gian ngắn sau khi người lái rút chân khỏi bàn đạp ga, giúp áp lực vẫn được duy trì, vì vậy không có hiện tượng trễ ga thường thấy trên những mẫu xe tăng áp khác. Chúng ta cũng rất dễ dàng phân biệt phiên bản Turbo S với phiên bản tiêu chuẩn nhờ bốn ống xả hình thang đặt ở kiển sau, những khe vách tán lớn cùng cánh gió chủ động. Cung cấp sức mạnh cho Porsche 911 Turbo S là khối động cơ 6 xi lanh dạng phẳng, dung tích 3,8 lít tăng áp kép, sản sinh công suất cực đại 580 mã lực và 749 Nm mô men xoắn. Hộp số liên hợp kép BDK 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh cho phép xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng 2,9 giây. Thậm chí trong điều kiện lý tưởng, khả năng tăng tốc rút ngắn xuống còn 2,6 giây. Tốc độ tối đa đạt 330 km/h.
đơn giản chỉ là tám máy, đứng gần coi chừng mất váy, ngồi chung là phải thắt dây, không ambulance lại phải nhấp nháy, nhạc to cửa suicide, all black và logo Gia Lai, players OG, monitor like Kobe, dép lao là của Gucci, gói năm là Versace, bên ngoài là